Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu hái thịt bò nấu chua cay. Một món lẩu rất là ngon và rất là được ưa chuộng. Lẩu hái thì cái phần nước lẩu á quý vị, nó có vị chua chua nè, cay cay nè, rồi mùi vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi thịt bò thì rất là mềm ngon, rất là bổ dưỡng. Rồi một số loại rau ăn kèm nữa, tạo nên một món lẩu hái rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn. Các nguyên liệu của mình thì gồm có: hôm nay mình sử dụng 1 kg thịt bò. Hôm nay mình sử dụng cái phần đùi bò nha quý vị, để cho nó mềm, khi mà mình nhúng vào lẩu hái thì nó sẽ rất là ngọt ngon. Rồi các củ hành tím, các trái ớt, các trái hành nha quý vị, khóm, củ riền, sả tế, sả cây, rau ăn kèm thì có rau muống nè, rau cần ống, rồi cây xanh, rồi các lá chanh, rồi củ hành tây, rồi các cái cà chua và các cọng lá quế. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên cái phần củ riền nha quý vị, thì mình cũng sắc lát lát ra. Mình sử dụng khoảng nửa củ như vậy là được rồi. Rồi sau đó mình sắc nhỏ nhỏ ra nữa. Rồi hành tím thì mình đè cho nó dập dập là được rồi. Để nữa mình phi. Các trái ớt nè quý vị, thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Hôm nay mình sử dụng các trái ớt hiểm thì cũng rất là cay nha quý vị. Rồi các lá chanh, mình sử dụng khoảng 3 lá chanh đó quý vị. Rồi mình cũng sắc mỏng mỏng ra luôn. Rồi các nguyên liệu này để hồi mình phi nha quý vị, mình cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn. Rồi củ hành tây thì mình sẽ chẻ ra làm hai. Rồi mình sắc cái muối cao cao nha quý vị, mình sắc nhỏ ra cũng khoảng một phân. Các cây sả thì mình đập cho nó dập dập. Rồi mình cũng cắt khúc khúc ra luôn để nữa mình phi. Quả cà chua quý vị thì mình sẽ chẻ ra làm hai. Rồi mình bỏ đi cái phần cuốn ngay chính giữa của cà chua nha quý vị. Rồi tương tự các trái cà chua khác mình cũng chẻ ra làm hai, rồi mình chẻ ra làm hai nữa. Một trái cà chua thì mình chẻ ra làm tư nha quý vị. Và các cọng lá quế quý vị, mình cũng sắc nhỏ nhỏ luôn. Để khi nào lẩu hái của mình chín thì mình sẽ cho một ít vào để cho nó thơm hơn và ngon hơn. Và phần còn lại thì để nữa mình nhúng cũng rất là ngon nha quý vị. Khóm thì mình bỏ đi cái phần cùi của trái khóm. Rồi sau đó mình chẻ ra làm hai. Rồi mình sắc nhỏ nhỏ ra nữa sao cho vừa ăn nha quý vị. Phần nữa thì để mình nấu lấy nước, còn phần nữa thì để mình cho vào trong chảo lẩu mình dùng. Và các cái hành nào quý vị thì mình sẽ chẻ ra sẵn luôn. Rồi sau đó mình lấy cái phần nước cốt của các cái hành nha quý vị. Thì hôm nay mình sử dụng cũng khoảng 1/3 chén nước cốt hành đó quý vị. Đó, sau một hồi thì mình cũng đã dắt hết các trái hành, mình lấy cái phần nước cốt thôi. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho vào ăn vào. Rồi sau đó mình sẽ cho sả vào để mình phi. Các nguyên liệu thì mình sẽ cho từ từ vào mình phi nha quý vị. Đó, xả phi khoảng 2 phút rồi thì mình sẽ cho các nguyên liệu khác vào, như là riền nè, hành tím nè, lá chanh nè, ớt nè, mình cho hết vào luôn để mình phi chung. Rồi mình cho khóm vào luôn để mình xào. Cà chua
mình cho vào luôn mỗi thứ một ít thôi. Đó, và sau một hồi mình xào nó cũng đã rất là thơm lên rồi đó quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho sa tế vào. Hôm nay mình sử dụng sa tế tôm nha quý vị. Mình cho hết nguyên keo sa tế vào luôn. Rồi mình cũng đảo đều lên. Và bây giờ thì mình sẽ cho phần tương ớt vào. Tương ớt thì mình cho khoảng 2 muỗng canh tương ớt vào nha quý vị. Và đây là tương cà nè quý vị, thì cũng khoảng hơn 1 muỗng canh tương cà vào, khoảng 1 muỗng rưỡi canh tương cà quý vị. Mình cho hết vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên khoảng 2 phút thôi. Khi nào mà mình xào nó rất là thơm luôn rồi đó quý vị. Đó, và sau một hồi đó nó hơi nhừ nhừ và rất là thơm luôn rồi. Thì mình sẽ cho cái phần nước lẩu vào. Thì hôm nay mình sử dụng khoảng 1 lít nước lọc nha quý vị. Nếu nhà mình có nước dừa thì mình nấu nước dừa thì nó sẽ thơm ngon hơn. Còn không thì mình nấu nước lọc cũng được nha quý vị. Rồi sau đó mình cũng đảo đều lên. Và sau một hồi nó rất là sôi lên rồi thì mình sẽ cho các gia vị vào. Thì mình cho 3 muỗng canh đường cát vào, khoảng nửa muỗng canh bột ngọt, nửa muỗng canh hạt nêm và nước mắm. Thì mình cho cũng khoảng 1 phần 3 giá canh nước mắm đó quý vị, thì tương đương cũng khoảng hơn 1 muỗng canh nước mắm. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị nó sẽ tan hết trong cái chảo lẩu của mình luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho phần nước cốt chanh vào luôn. Mình nấu thêm tầm cũng khoảng 2 phút nữa thôi. Đó, sau khoảng hơn 2 phút nữa rồi. Và cái phần cà chua nè, sả nè, khóm nè rất là nhừ rồi. Mình sẽ bớt bỏ hết cái phần này nha quý vị, để cho cái phần nước lẩu của mình nó sẽ ngon hơn. Rồi mình sẽ cho cái phần khóm cà chua vào lại. Đó, sau một hồi mình đã bớt ra hết rồi đó quý vị. Đó, quý vị thấy cái chảo nước lẩu này rất hấp dẫn lắm luôn. Và bây giờ mình sẽ cho khóm trở lại nha quý vị. Rồi cà chua mình sẽ cho vào luôn. Củ hành tây thì mình cũng cho một ít vào luôn. Rồi mình đảo đều lên, mình nấu khoảng 1 phút thôi. Rồi mình sẽ cho xuống bếp ga nha quý vị. Lẩu mà mình nấu nóng mình ăn nó mới ngon. Rồi khi mà mình nêm nếm lại nó vừa ăn rồi thì mình sẽ cho lá quế vào. Rồi mình tắt lửa luôn nha quý vị. Mình nhắc xuống bếp ga nè quý vị. Mình ăn tới đâu thì mình sẽ nhúng thịt bò vào tới đó, rau vào tới đó. Đó quý vị thấy nguyên chảo lẩu hái nè, rất là hấp dẫn lắm luôn. Cái phần nước lẩu này nấu cũng rất là quan trọng nha quý vị. Đó, món lẩu hái nè. Rồi mình thịt bò thì mình ăn tới đâu mình sẽ nhúng vào trong lẩu đó quý vị. Rồi các loại rau nè, món này thì mình chấm chỉ nước mắm trong rồi mình cho vài lát ớt vào là được rồi nghe quý vị. Rau của mình thì cũng rất là đơn giản, chỉ có cải xanh, rau muống và rau cần ống thôi, với một số lá quế còn lại đó quý vị. Và cũng đã thành phẩm rồi. Rồi hủ quốc món ngon dễ làm, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.